Chào mừng mọi người đến với khóa học lập trình C# cho người mới bắt đầu. Trong video này thì anh sẽ giới thiệu tổng quan về khóa học của chúng ta. Đầu tiên thì những bạn nào phù hợp để tham gia vào khóa học này. Ở đây thì anh đã liệt kê ra. Đó là các bạn muốn học lập trình, các bạn theo nghề lập trình hoặc là các bạn cần trang bị một cái hình tảng vững chắc về lập trình, về tư duy lập trình, tư duy phân tích, giải quyết bài toán thì các bạn có thể tham gia vào khóa học này. Một đối tượng nữa chính là các bạn đã học qua về C# rồi, đã học qua các khóa học trên trường, đã xem được nhiều video hướng dẫn về C#, nhưng các bạn cảm thấy vẫn lơ mơ về nó và không biết là áp dụng vào thực tế như thế nào. Và đối tượng nữa mình muốn đề xuất để các bạn tham gia vào khóa học này chính là các bạn lập trình viên, các bạn sinh viên công nghệ thông tin, các bạn muốn theo đuổi mạng C#, lập trình WinForm, lập trình web ASP thì khóa học này chính là cái khóa học bắt đầu dành cho các bạn. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể tham khảo được dàn bài chi tiết của khóa học. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 79 video và cái thời lượng học của 79 video này tương đương với gần 9 giờ. Ở đây thì sẽ có từ chương 1 đến chương 5 và ở mỗi chương thì đều có rất là nhiều bài tập thực hành cho mọi người. Trong khóa học này thì anh luôn lòng ghép rất là nhiều bài tập thực hành vào. Bởi vì thông qua những bài tập thực hành thì anh sẽ hướng dẫn ngược lại cái kiến thức lý thuyết cho mọi người. Chứ chúng ta không cần phải học rất là nhiều kiến thức lý thuyết, nó lại dẫn đến vấn đề nhàm chán và dẫn đến cái quá trình mọi người học rất là thụ động. Ở đây thì chúng ta sẽ chủ động hơn. Đó là cách chúng ta gặp một cái bài toán, chúng ta sẽ sử dụng những cái kiến thức của chúng ta để chúng ta đọc tài liệu, tìm kiếm tài liệu, xử lý những cái lỗi phát sinh trong vấn đề thực hành như thế nào thì đó là điều anh muốn hướng dẫn cho mọi người ví dụ như mọi người có thể tham khảo ngay tại chương 1 thì cũng có rất là nhiều bài tập thực hành chương 2 cũng vậy chương 3 chương 4 và chương 5 là chúng ta làm một cái bài tập thực hành nó lớn luôn và ở mỗi bài tập thực hành này à nó sẽ có những yêu cầu cho mọi người và anh cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta gặp một cái bài tập gặp một cái yêu cầu chúng ta phân tích nó như thế nào chúng ta giải quyết nó ra làm sao chúng ta search những cái tài liệu, đọc những cái tài liệu như thế nào thì anh đều hướng dẫn hết. Trong chương học đầu tiên thì chúng ta sẽ học chủ yếu về các kiến thức lập trình cơ bản như là cách sử dụng biến, cách khai báo hàng số, rồi cách sử dụng những câu điều kiện, sử dụng vòng lập, vân vân Và thông qua những cái kiến thức đó thì chúng ta sẽ làm những bài tập. Bởi vì khi mà mọi người học thì chúng ta học những cái câu lệnh nó rất là đơn giản. À, chúng ta đọc tài liệu một cái là nó ra liền nhưng mà vấn đề chính là áp dụng câu lệnh đó vào trong cái bài tập thực tế như thế nào thì mọi người lại ít được hướng dẫn. À, trong khóa học này thì chúng ta sẽ được hướng dẫn rất là nhiều về nội dung đó. Cách viết code làm sao, cách phân bố code như thế nào cho nó tối ưu, cho nó nhanh thì anh cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Qua chương học thứ hai và chương học thứ ba thì chúng ta sẽ làm việc với hai kiểu dữ liệu rất là phổ biến và rất là thường gặp khi chúng ta đi làm, chính là kiểu array và kiểu string. Qua chương học thứ tư thì chúng ta sẽ nghiên cứu một cái nội dung nó khó hơn một xíu chính là Trailer Erection à, trong vấn đề kiểm tra dữ liệu có hợp lệ hay không và chúng ta cũng tìm hiểu về à, những cái dictionary như là list và chúng ta cũng tìm hiểu về những cái collection phổ biến trong CSAP là list và dictionary và chúng ta cũng làm một cái bài tập áp dụng để chúng ta hiểu về cách vận dụng của những cái collection này và ở chương học thứ năm chương học cuối cùng chúng ta sẽ kết hợp lập trình hướng đối tượng, kết hợp những kiến thức mà chúng ta đã được học để chúng ta xây dựng hoàn chỉnh một cái ứng dụng về quản lý sách. Ở đây thì anh cũng sẽ demo cho mọi người xem cái ứng dụng của chúng ta. Thì mặc dù ứng dụng của chúng ta chỉ chạy trên màn hình console nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái chức năng trên đây. Đầu tiên khi vừa chạy ứng dụng thì mọi người thấy chúng ta sẽ được một cái giao diện như thế này. Chúng ta có thể xem danh sách những cái quyển sách trong cửa hàng của chúng ta. Ví dụ như anh chọn số 6. Thì khi mà enter một cái thì lập tức những quyển sách có trong cửa hàng của chúng ta nó sẽ được hiển thị. Và ở đây thì tại sao ngay lần chúng ta chạy đầu tiên lại có những cái dữ liệu như thế này? Bởi vì những dữ liệu của chúng ta chúng ta đã được học cách để lưu trữ nó vào trong tập tin để mỗi lần chúng ta khởi động thì những dữ liệu cũ nó đều được lưu trữ cho chúng ta. Và đối với việc hiển thị những cái kết quả này thì chúng ta có khá là nhiều kiểu. Ví dụ như menu số 6 là hiển thị theo cái tên quyển sách tăng dần. Chúng ta có thể chọn số 7 là theo cái ký tự alpha b nó ngược dần, chữ b sau đó đến chữ g, sau đó đến chữ g, sau đó đến chữ a. Hoặc là chúng ta có thể xem danh sách những quyển sách theo cái thứ tự là giá tiền, giá tiền giảm dần hoặc là giá tiền tăng dần. Ví dụ như anh chọn là giá tiền giảm dần, chúng ta sẽ chọn vào menu số 8. Thì mọi người thấy cái danh sách nó cũng sẽ thay đổi. À quyển sách nào có giá tiền lớn nhất thì nó sẽ hiển thị đầu tiên cho chúng ta. Ở đây thì chúng ta có thể là thêm mới một quyển sách, chọn menu số 1. Ví dụ như nem, à, anh nhập, ví dụ như khóa học CSAP của chúng ta. Chúng ta thêm khóa học này vào. Và giá tiền anh nhập là 12 đồng. Thì lập tức nó sẽ báo lỗi. Bởi vì cái phần giá nó quy định là nó sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 10. À những cái chức năng này chúng ta đều được hướng dẫn hết. Bây giờ anh sẽ tiến hành anh nhập lại. Tiếp tục tên của khóa học của chúng ta sẽ là C-SAP. Giá tiền của nó sẽ là 7 đồng chẳng hạn. Và sau khi thêm thành công, mọi người thấy nó cũng có một cái câu thông báo cho chúng ta. Sau khi thêm CSAP rồi, chúng ta cố tình tắt ứng dụng đi. Và chúng ta sẽ tiến hành khởi động lại ứng dụng. Thì chúng ta tiến hành xem danh sách những quyển sách, chọn số 8 chẳng hạn. Thì mọi người thấy cái quyển sách C-SAP nó vẫn hiển thị. À bởi vì cái quyển sách này chúng ta đã lưu vào trong tập tin rồi. Ngoài ra có những cái chức năng như là cập nhật thông tin của một quyển sách, xem thông tin một quyển sách, xóa đi một quyển sách nào đó hoặc là tìm kiếm quyển sách theo giá. Ví dụ như anh chọn vào menu số 5. Anh muốn tìm những quyển sách có giá lớn hơn 5 đồng thì chúng ta gõ là lớn hơn 5. Thì nó cũng lọc cho chúng ta những quyển sách lớn hơn 5 đồng, gồm có quyển sách Golang giá là 9 đồng, quyển sách Csharp giá là 7 đồng. À, hoặc là chúng ta tìm kiếm những quyển sách nào đó có giá bé hơn 4 đồng chẳng hạn chúng ta chọn tiếp menu số 5 và phần range chúng ta sẽ nhập là bé hơn 4 thì mọi người thấy bé hơn 4 đồng có một quyển sách là quyển sách BHB à, chúng ta sẽ được xây dựng hoàn chỉnh một cái ứng dụng quản lý như thế này mặc dù nó ở dạng console nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều cái tư duy xử lý bài toán cái tư duy phân tích tư duy bố trí code anh hướng dẫn lòng ghép trong cái process này cho mọi người và kết thúc khóa học này, mọi người sẽ có một cái nền tảng vững chắc về lập trình. Mọi người biết áp dụng những cái kiến thức đó trong việc xây dựng một cái project thực tế là như thế nào. Và sau này khi mà chúng ta có điều kiện, chúng ta có thể học thêm những khóa như là về Winform để chúng ta có thể thiết kế cái giao diện cho cái ứng dụng này. Và nội dung này thì anh cũng sẽ xây dựng thành một khóa học riêng và anh sẽ gửi đến cho mọi người trong thời gian sắp tới. Như vậy đó là một số thông tin anh chia sẻ với mọi người về khóa học lập trình C# của chúng ta cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong video của khoa học